Ngày 27 tháng 10, Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ đã giới thiệu chương trình Kế toán Quản trị Hoa Kỳ CMA đến giới tài chính Việt Nam. Theo ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Smart Trend, đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng hệ thống đào tạo kế toán quản trị theo chuẩn mực Hoa Kỳ. Chương trình Đào tạo Kế toán Quản trị Hoa Kỳ CMA là chương trình mang đến những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp. Theo ông Phạm Hoàng Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Smart Trend, đội ngũ kế toán quản trị tại Việt Nam vẫn còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới như hiện nay. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp phần lớn là vẫn còn yếu đội ngũ làm công tác kế toán quản trị và thiếu những cái người chuyên nghiệp có những cái kỹ năng phù hợp để làm kế toán quản trị tại Việt Nam. Lý do thứ hai là chúng tôi nhận thấy rằng là các nhà đào tạo bao gồm cả trường đại học và các trung tâm đào tạo ngắn hạn vẫn còn chưa đáp ứng được tốt các nhu cầu về đào tạo kế toán quản trị. Việc tổ chức đào tạo CMA sẽ góp phần xây dựng đội ngũ các chuyên viên kế toán quản trị, các giám đốc tài chính CFO có đẳng cấp quốc tế. Theo ông Ralph Lawson, Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán Quản trị Hoa Kỳ, chứng chỉ CMA sẽ được công nhận tại hơn 120 quốc gia trên thế giới với tính ứng dụng thực tiễn cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Các doanh nghiệp trên thế giới công nhận CMA đáp ứng được tiêu chuẩn về kế toán quản trị. Đây là một chứng chỉ mang tính quốc tế. Khóa học CMA đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai tại Smart Trend vào ngày 18 tháng 12 sắp tới.